để tiếp tục mở rộng địa bàn của dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nạn chất da cam. Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tổ chức đoàn khảo sát nhu cầu hỗ trợ những người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và sáng nay, đoàn khảo sát đã có buổi làm việc cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố. Tổng số nạn nhân chất độc da cam Dioxin của thành phố là 4.471 người, trong đó nạn nhân diện chính sách người có công với cách mạng là 1.532 người. Tổng số hội viên của hội là 6.331 người. Hội mong muốn đoàn khảo sát sẽ tạo điều kiện hỗ trợ về nhà ở và phương tiện sinh hoạt cho nạn nhân, hỗ trợ về lương thực thực phẩm thông qua chương trình trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho nạn nhân đặc biệt khó khăn để cải thiện về sức khỏe, hỗ trợ vốn sinh kế hoặc con giống cho các gia đình nạn nhân có nhu cầu và điều kiện thực hiện để góp phần ổn định phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ đào tạo mạng lưới tình nguyện viên để tư vấn hỗ trợ các gia đình trong việc chăm sóc các nạn nhân.